Ngày hôm nay thì chúng ta cùng theo chân em Bá Hưng đến với một siêu biệt thự hồ bơi với diện tích ngang 15 sâu 20m tại trục đường chính Nguyễn Anh Thú thuộc phường Thới Tam thôn huyện Hóc Môn nha. Một căn biệt thự nằm sát bên quận 12, nằm ngay đối diện với phường Hiệp Thành của quận 12 nha. Cách ngã ba Đông Quang, ngã ba đường Hương Lộ 80 và đường Nguyễn Anh Thú khoảng tầm 500m thôi. Một căn biệt thự nằm tại khu vực Trung Chánh của huyện Hóc Môn, gần với quận 12 nha, sát bên quận 12, cách quận 12 có 500m thôi. Ở đây thì chúng ta di chuyển về sân bay khoảng tầm 20 phút thôi nha, cách sân bay khoảng tầm 8 cây nha anh chị. Một siêu biệt thự với diện tích ngang 15, sâu 20m, công nhận đủ 300m² đất và có hồ bơi trong nhà. Hồ bơi ngoài trong khuôn viên đất nhà mình hướng đông nam. Căn biệt thự này thì trang trí rất là đẹp, rất là sang luôn, vừa mới xây xong, vừa hoàn thiện xong, rất đẹp nha. Một siêu biệt thự có hồ bơi với diện tích ngang 15 sâu 20m, công nhận đủ 300m² đất, thổ cư hoàn toàn. Hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Nhà mình thì thiết kế một trệt hai lầu, sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng phía trước và một phòng karaoke, phòng xem phim nha. Căn biệt thự rất là đẹp, tặng full nội thất lên tới 2 tỷ đồng và có khoảng sân vườn, hồ bơi rất đẹp luôn. Mặt tiền đường số của trục đường Nguyễn Anh Thú thuộc phường Thới Tam thôn huyện Hóc Môn, sát bên với quận 12 nha. Cách đường Nguyễn Anh Thú có 500m thôi. Cách quận 12 có 500m thôi nha anh chị. Chúng ta di chuyển về khu vực ngã ba Đông Quang, ngã ba đường Nguyễn Anh Thú và đường Hương Lộ 80B thì chỉ khoảng tầm 500m thôi nha. Từ đây thì đi sân bay khoảng tầm 20-25 phút và về Gò Vấp thì đi khoảng tầm 15 phút nha anh chị. Một căn biệt thự rất là đẹp, rất là sang, rất đẳng cấp. Cách sân bay khoảng tầm 8 cây nha anh chị. Bên ngoài này là khu vực mặt tiền đường số của đường Nguyễn Anh Thú này, đường này rộng 10m, kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề. Con đường rất rộng, rất là thông thoáng nha anh chị. Xe hơi, xe tải ra vào thoải mái. Một căn biệt thự cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nha anh chị. Hướng đông nam, một trệt hai lầu và nằm trên đường rộng 10m, con đường số rất đẹp, rất đẳng cấp. Những anh chị khách hàng nào muốn quan tâm đến những căn biệt thự nghỉ dưỡng có hồ bơi giá tầm 15 tỷ rưỡi thì chúng ta hãy gọi ngay về tới bên em. Có bộ cổng sắt hai cánh và có khóa thông minh, khóa số vân tay rất đẹp. Căn biệt thự cực kỳ khủng khiếp luôn. Ngang 15 sâu 20m. Trang trí rất đẹp, rất là sang nha anh chị. Ở đây thì được trang trí rất là nhiều cây dây leo ra phía mặt tiền, trồng rất là nhiều cây cối này. Ta ở nghỉ dưỡng cực kỳ sướng luôn. Ngang 15 sâu 20m, nghỉ dưỡng rất là sướng luôn nha anh chị. 15 tỷ rưỡi thôi và vẫn còn thương lượng. Căn biệt thự đường mặt tiền đường 10m. Thổ cư đất hoàn toàn nha. Đất thổ cư hoàn toàn, không lộ giới. Hoàn công sổ sách hết rồi. Căn nhà rất đẹp, rất sang nha anh chị. Đây có một cái hồ bơi, nước trong vắt luôn. Những căn nhà hướng đông nam nha. Khu vực này thì cũng đông đúc dân cư. Đây chúng ta đi về Gò Vấp cũng rất là gần luôn. Ngay trục đường Nguyễn Anh Thú. Đây là đoạn Trung Chánh của trục đường Nguyễn Anh Thú nha. Sẽ có một bộ cổng sắt được bọc gỗ phía ngoài, bọc nhựa phía ngoài.
Đây là không gian phòng khách nha anh chị. Không gian phòng khách thì chúng ta sẽ được trang trí rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Trên chúng ta có đèn chùm, dưới thì được ốp sàn gạch, ốp gạch và tặng tivi 65 inch, có sofa da. Căn nhà tặng tới 2 tỷ đồng tiền nội thất nha. Căn biệt thự tặng tới 2 tỷ đồng tiền nội thất. Giá bán chỉ có 15 tỷ 500 triệu đồng thôi. Nhà có phòng ngủ ở dưới tầng trệt luôn nha quý vị. Ở đây thì có tặng lại bộ bàn ăn 8 ghế và một cái quầy ba cái đảo ở giữa. Bếp làm theo mẫu hiện đại, toàn bộ nội thất gỗ An Cường. Rất đẹp, rất sang. Căn nhà này thì giá đang giao chỉ có 15 tỷ rưỡi thôi. Anh chị nào thích thì hãy gọi trực tiếp về Tem Hưng để được đi xem và thương lượng giá tốt nhất. Phòng ngủ ở tầng trệt thì chúng ta được ốp sàn gạch sao gỗ, có giường, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh LG mới, hệ tivi 55 inch và toilet riêng. Căn nhà này thì có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, có phòng thờ và sân thượng. Một căn biệt thự sân vườn có hồ bơi rất là đẹp. Ở đây thì có bồn tắm nằm luôn. Đấy, căn biệt thự rất đẹp, rất đẳng cấp. Giá tiền cực kỳ mềm, chỉ có 15 tỷ rưỡi thôi. Bên này có cái phòng chứa đồ nha mọi người. Đặt tủ lạnh mới này, tủ lạnh hai cánh, tủ lạnh sáp. Bên này là khu vực toilet ở khu vực tầng 1, khu vực tầng trệt. Và bên này là khu vực đường ra hồ bơi, ra khỏi sân vườn. Rất là nhiều cây cối. Đây là khu vực hồ bơi nha mọi người. Biệt thự hồ bơi rất là xanh mát, rất đẹp, đẳng cấp luôn. Hồ bơi nằm ngoài nha. Nếu anh chị khách hàng nào thích những căn nhà biệt thự có hồ bơi thì hãy gọi trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng để được đi xem ngay căn nhà này nha. Đấy, rất chi là đẹp, đẳng cấp, sang trọng rồi. Giá tiền lại còn rẻ nữa. Nhà làm rất đẹp nha mọi người. Ngang tới 15, sâu 20m. Và cùng em di chuyển lên phía bên trên. Cầu thang sẽ được ốp gỗ gò đỏ, tay vịn gỗ căm xe và kính cường lực. Tiến lên trên đây sẽ là khu vực lầu 1. Rồi có sảnh chờ ở giữa, có một cái khu vực ban công ở trước và hai phòng ngủ nha anh chị. Đấy, phòng ngủ thì có đầy đủ máy lạnh, giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Toilet riêng từng phòng. Bên này là khu vực phòng số 3. Phòng số 3 của nhà mình thì cũng có giường, tủ, máy lạnh đầy đủ hết luôn nha anh chị. Đấy, bố trí rất đẹp, rất là đẳng cấp rồi, tivi luôn. Đồ gỗ nội thất An Cường hết. Toilet riêng từng phòng. Có bồn tắm nằm luôn nha. Nhà vệ sinh làm rất là rộng, rất là thoáng luôn. Nếu anh chị nào thích những căn biệt thự nghỉ dưỡng có hồ bơi giá tầm rẻ chỉ có 15 tỷ rưỡi thì hãy gọi trực tiếp về tới bên em bằng một căn nhà
thang máy bên Gò Vấp thôi. Trước này chúng ta có ban công ở lầu 1 này. Rất là nhiều cây cối luôn nha. Trên ốp gạch cực kỳ đẹp. Hoàn can là inox và kính cường lực. Chỉ với 15 tỷ rưỡi thì chúng ta sở hữu được căn này rồi. Một căn nhà làm cực kỳ sang và mát. Căn này rất là mát luôn. Ở trục đường này thì gần với quận 12, ngay trục đường Nguyễn Ánh Thủ, gần với khu Hiệp Thành City. Đấy, ở đây chúng ta đi về Gò Vấp khoảng tầm 15 phút thôi. Về sân bay thì đi khoảng tầm 20-25 phút gì đấy nha. Căn nhà rất đẹp mắt, rất là sang trọng. Đây có phòng thờ, phòng karaoke. Trên này có tặng tiếp một cái bộ sofa này nha. Tặng tiếp một bộ sofa và tivi, máy lạnh. Chỉ có một trệt hai lầu thôi. Căn biệt thự rất đẹp, rất đẳng cấp. Đây là khu vực toilet. Toilet cũng rất là rộng nha mọi người. Phía ngoài là sân thượng nha. Đấy, sân thượng cực kỳ rộng, mát mẻ. Khu nhà rất là yên tĩnh. Khu nhà rất là yên tĩnh nhá. Trồng cây cối rất là nhiều. Có cầu thang di chuyển lên trên nóc. Trên sân thượng này chủ nhà có làm một cái bếp để chúng ta lên đây nấu ăn một buổi cuối tuần. Đấy, trồng rất là nhiều cây cối trên này. Căn biệt thự cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nha. Có hồ bơi. Anh chị nào quan tâm đến nhà này thì hãy gọi trực tiếp về tới em Hưng. Chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để theo dõi những video mới nhé. Có cầu thang di chuyển trên nóc. Trên đó thì có máy nước nóng nửa mặt trời rồi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.